Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 2, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Theo ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ đỏ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 điều 138 Luật Đất đai năm 2024. Theo đó, Luật Đất đai năm 2024 đã chia đất không có giấy tờ thành các nhóm sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gọi là sổ đỏ, đó là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 nay được ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp. Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp. Ông Lê Minh Ngân cho biết quy định này được đưa vào luật trên cơ sở căn cứ thực tiễn đáp ứng yêu cầu quản lý về đất đai. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nhấn mạnh yêu cầu khi cấp sổ đỏ cần đảm bảo yêu cầu không xảy ra tranh chấp để thực hiện việc này. Ông Lê Minh Ngân cho biết vai trò của cán bộ phụ trách quản lý đất đai ở các địa phương là rất quan trọng khi họ nắm rõ các di biến động, tình trạng sử dụng đất hoặc có tranh chấp hay không. Trước băn khoăn của báo chí về việc làm sao để tạo thuận lợi cho người dân khi làm thủ tục cấp sổ đỏ đất không có giấy tờ, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết quy định trong luật là bước đầu, Quá trình tổ chức thực thi rất quan trọng, bên cạnh đó là ý thức tuân thủ pháp luật của người dân. Đối với yêu cầu khi xác định đất không có tranh chấp, ông Ngân cho biết chính quyền địa phương cần xem xét thấu đáo việc này. Thời gian tới, Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ xây dựng dự thảo nghị định, trong đó có quy định về trình tự cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ nhằm hạn chế tối đa việc gây phiền hà cho người dân. Ngoài ra, người dân cũng cần nâng cao tính tuân thủ pháp luật, đề xuất cấp sổ đỏ phù hợp với quy định chính sách, ông Lê Minh Ngân nêu rõ. Luật đất đai có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 liên quan đến quy định về bảng giá đất được ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Ông Lê Minh Ngân cho biết, trong quá trình xây dựng luật đã thảo luận rất kỹ, ngay cả vấn đề bảng giá đất quy định hàng năm hay năm năm như luật đất đai năm 2013. Sau khi đã đánh giá rất kỹ lưỡng, qua nhiều lần họp, phân tích, Quốc hội đã thông qua phương án là bảng giá đất sẽ ban hành hàng năm về chuẩn bị cơ sở xây dựng bảng giá đất trong bối cảnh bỏ khung đất để xây dựng thực sự đi vào cuộc sống, tránh gây ách tắc, đồng thời từ khi luật được thông qua đến khi ban hành bảng giá đất mới ngày 1 tháng 1 năm 2026 phải mất gần 2 năm, nên trong quá trình xử lý chuyển tiếp đã có quy định cụ thể. Theo đó năm 2025 vẫn sử dụng bảng giá đất của Luật đất đai năm 2013 có điều chỉnh bổ sung để đảm bảo phù hợp với giá đất thị trường theo nguyên tắc định giá đất của luật này để áp dụng. Để chuẩn bị một cách chú đáo, kỹ lưỡng cho bảng giá đất mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, luật đã quy định bảng giá đất xác định theo khu vực, vị trí. Trong đó, với các khu vực, địa phương đã có bản đồ địa chính, cơ sở dữ liệu về giá đất, thì bảng giá đất xác định đến thửa đất theo giá trị thửa đất đó. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ xây dựng xong nội dung này.